Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C6 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 36, đề bài như sau. Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào? Như các em đã biết thì biên độ dao động càng lớn thì âm sẽ càng to. Vậy khi máy thu thanh phát ra âm to thì biên độ dao động của màng loa sẽ lớn, đúng không? Còn khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ thì biên độ dao động của màng loa sẽ nhỏ, được chưa? Dựa vào lý thuyết các em đã được học thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi C6 như sau. Đó là khi máy thu thanh phát ra âm to biên độ dao động của màng loa lớn. Biên độ dao động của màng loa lớn. Còn khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ, thì biên độ dao động của màng loa cũng sẽ nhỏ. Xong chưa? Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C6 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 36.